Nhã Phương thú nhận hối hận sau hành trình 3 năm yêu Trường Giang. Nhã Phương đã thẳng thắn chia sẻ về điều này sau scandal tình ái của Trường Giang khiến nhiều người xôn xao. Cách đây không lâu, dư luận đổ dồn sự chú ý vào cặp đôi Nhã Phương Trường Giang vì những chia sẻ của nam em xoay quanh scandal tình ái. Theo đó, người đẹp sinh năm 1996 cho biết cô và Trường Giang đã có khoảng thời gian 30 ngày yêu sau khi cùng tham gia một game show vào hồi đầu năm nay. Mọi chỉ trích của dư luận đều đổ dồn vào nam em. Nhiều ý kiến cho rằng cô không thể lấy tình yêu ra làm lý do cho việc trở thành người thứ ba, phá vỡ mối quan hệ giữa Trường Giang và Nhã Phương. Về phía Nhã Phương, đôi khi cô chia sẻ những dòng trạng thái khá ẩn ý nhằm đề cập đến chuyện tình cảm của mình. Người đẹp viết, hạnh phúc là khi mình được thỏa mãn với đam mê của mình. Phương cũng vậy, theo đuổi đam mê diễn xuất và trở thành một diễn viên là một quyết định mà Phương không bao giờ hối hận. Những ngày đầu mới vào nghề, phải thức khuya dậy sớm, rong ruổi nắng mưa khắp nơi để đóng những vai phụ, vai nhỏ, khó khăn vất vả nhiều. Nhưng sau tất cả, nhìn lại những gì mình đã cố gắng, thì Phương cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì mình đang bước đi trên chính những đam mê mình theo đuổi. Chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn trạng thái của Nhã Phương đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Rất nhiều người đồng tình với quan điểm của nữ diễn viên tuổi thanh xuân và dành cho cô những lời chúc gặt hái được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp. Tin đồn Trường Giang và Nhã Phương yêu nhau xuất hiện năm 2015 khi cả hai đóng cặp trong phim 49 ngày. Một số thành viên trong đoàn phim cho biết, trong thời gian ghi hình, Trường Giang và Nhã Phương liên tục thể hiện sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Sau khi phim đóng máy, Trường Giang và Nhã Phương tiếp tục sánh đôi, dành cho nhau nhiều cử chỉ ngọt ngào tại các sự kiện giải trí, kín tiếng và không chia sẻ về chuyện tình cảm với báo giới. Nhưng danh hài có lần bị bắt gặp ôm hôn Nhã Phương khi đưa cô về nhà. Đặc biệt trong talk show Lần đầu tôi kể phát sóng tối 24 tháng 4, 2016, Nhã Phương cho biết tim cô rung động vì Trường Giang có sự chân thành, cử chỉ quan tâm và cách anh chia sẻ với cô mọi thứ, từ khó khăn trong công việc đến hoàn cảnh gia đình. Cả hai có cùng xuất phát điểm từ nghèo khó và luôn sống có trách nhiệm với người thân. Nữ diễn viên cũng cho biết cô không hề gặp áp lực trước dư luận về chuyện tình yêu. Tôi đang hạnh phúc trong tình yêu và hài lòng với nó. Tôi thấy thoải mái vì được sống đúng là mình. Bất cứ điều gì tôi làm đều là cảm xúc của tôi, cô nói. Và gần đây nhất, nữ diễn viên tuổi thanh xuân cho biết cô stress vì công việc khiến cô muốn gục ngã. Mấy hôm nay bận đến chóng mặt nên chỉ mong được trở lại đây hưởng chút khí lạnh, nghỉ ngơi thư giãn thôi nè, mà nhìn xong lịch làm việc. Thật tình chỉ muốn gục ngã, cả nhà có ai như Phương không? Nhã Phương viết. Về phía Trường Giang, anh cũng chọn lựa cách im lặng, không mảy may nhắc tới nam em. Mười khó đã kết thúc chuyến lưu diễn kim du lịch tại Mỹ để trở về Việt Nam. Điều đáng lưu ý là khi xuất phát từ Việt Nam, anh và Nhã Phương cùng đi khá tình cảm. Nhưng khi ra về thì mỗi người lại trên một chuyến bay khác nhau. Hiện tại cặp đôi này vẫn chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào tới dư luận về tình trạng mối quan hệ của họ. Trước nghi vấn là kẻ phụ tình, Hoàng Oanh lên tiếng bên vực Huỳnh Anh. Rất hiếm có cặp đôi nào sau khi chia tay vẫn giữ được mối quan hệ tốt như Huỳnh Anh và Hoàng Oanh. Huỳnh Anh, Hoàng Oanh là cặp đôi từng khiến đông đảo khán giả hâm mộ và yêu thích bởi chuyện tình ngọt ngào của họ. Vào những ngày đầu tháng 6, 2017, cả hai đã chính thức đường ai nấy đi trong sự ngỡ ngàng, thậm chí là nhiều người tỏ ra hụt hẫng vì sự tan vỡ của một chuyện tình đẹp. Huỳnh Anh, Hoàng Oanh đã có 3 năm hẹn hò lãng mạn và nhận được vô số lời ủng hộ của công chúng. Khi ấy, lý do chia tay mà cặp đôi này chia sẻ với mọi người chính là họ đã không còn chung quan điểm để bước tiếp cùng nhau, chứ không phải là đã hết tình cảm. Bởi lẽ đó, cả hai đều giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp cho thời gian sau này. Vừa qua, Huỳnh Anh khá bức xúc khi bị cho rằng mình là kẻ phụ tình với người yêu. Nam diễn viên nhanh chóng đáp trả trên Instagram như sau: rõ ràng mình mới là người bị bỏ, mà thế nào sau một năm, nhờ một số anh chị lèo lái sang thành kẻ phụ tình. Vâng, cảm ơn, không thích thì bỏ đi, lúc chạy ra nhặt lại tôi không phải trò đùa, đủ rồi. Đứng trước câu chuyện này, Hoàng Oanh đã lên tiếng bên vực người yêu cũ một cách chân thành và ngọt ngào. Theo đó, cô đã chia sẻ ảnh cả hai đi quay cùng nhau trong một chương trình và nói về cảnh đẹp ở Việt Nam, nhắn nhủ: bạn một quãng đời của mình, bạn ấy luôn là người chung thủy, sống bản năng và tình cảm. Bạn sống không toan tính và luôn tốt với mọi người xung quanh, tổn thương đủ rồi, mong đừng ai hiểu lầm nữa. Hoàng Oanh dùng khá nhiều lời khen khi nói về bạn trai cũ của mình. Vừa qua, cả hai đã có dịp cùng nhau đi quay chung một chương trình và chụp ảnh. Khoảnh khắc này đã làm cho người hâm mộ có dịp rần rần.
Sau khi chia tay, Hoàng Oanh vẫn là cô gái chiếm nhiều diện tích nhất trên trang cá nhân của Huỳnh Anh. Cũng giống như Huỳnh Anh, Á Hậu vẫn giữ lại ảnh chung của mình và nam diễn viên. Dù đã gần một năm kể từ lúc cặp đôi này chia tay, nhưng trong nhiều bài viết, người hâm mộ vẫn thể hiện sự tiếc nuối và luôn mong họ sẽ quay về với nhau. Không phải Bùi Tiến Dũng hay Hồ Quang Hiếu, đây mới là người đàn ông thương và hiểu Bảo Anh nhất. Sau tin đồn hẹn hò với cầu thủ Bùi Tiến Dũng, ca sĩ Bảo Anh đã tiết lộ người đàn ông hiểu và thương cô nhất. Những ngày vừa qua, Bảo Anh vướng tin đồn hẹn hò với thủ môn Bùi Tiến Dũng. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn khẳng định mình đang còn ấy. Mới đây, trên trang cá nhân, Bảo Anh bất ngờ tiết lộ người đàn ông yêu thương và thấu hiểu mình nhất chính là ca sĩ Dương Triệu Vũ. Đây cũng không phải lần đầu tiên Bảo Anh dành những lời có cánh cho Dương Triệu Vũ. Nữ ca sĩ từng chia sẻ về em trai Hoài Linh, cảm ơn cuộc đời đã cho Bảo Anh gặp người đàn ông này để biết cuộc sống chỉ có một màu hồng là có thật. Bảo Anh Dương Triệu Vũ là anh em đồng nghiệp thân thiết trong nghề từ rất lâu. Cũng chính vì mối quan hệ thân thiết mà cả hai từng vướng nghi án hẹn hò sau những hình ảnh tình tứ, thường xuyên xuất hiện chung ở sự kiện, đi ăn, đi chơi cùng nhau. Thậm chí khi Bảo Anh mua căn hộ, Dương Triệu Vũ còn tặng quà khủng. Trường Giang, không ai dám mời Harry Won làm MC vì nói lỡ. Sau chương trình này, không ai dám mời Harry Won làm MC vì nói lỡ. Trường Giang nói thẳng trước mặt Harry Won. Sau loạt chương trình đầu năm như chung sức, siêu bất ngờ bảy nụ cười xuân. Tối thứ Bảy ngày 7 tháng 4, tập đầu tiên của chương trình Nhanh Như Chớp sẽ được lên sóng. Ngoài hai MC quen thuộc là Trường Giang và Harry Won, Nhanh Như Chớp còn có sự xuất hiện của dàn khách mời nổi tiếng là Sam, Nam Hy, Trương Thế Vinh, Lâm Vĩ Dạ, Minh Trung và Anh Đức. Nhanh Như Chớp là game show được mua bản quyền từ Thái Lan, có luật chơi đơn giản với những câu hỏi mẹo mang tính bất ngờ. Các khách mời được chia làm hai đội chơi, mỗi đội 3 thành viên. Lần lượt từng thành viên trong đội sẽ được cử ra để đối đầu với đội còn lại. Họ sẽ được ngồi trên chiếc xe dốc tử thần của chương trình để trả lời 10 câu hỏi chỉ trong 2 phút. Nếu trả lời không đúng, chiếc xe sẽ tự rớt xuống điểm tận cùng. Đội nào giành số điểm cao hơn sẽ tiến vào vòng đặc biệt. Đảm nhận vai trò MC chính của chương trình, nhưng Harry Won vẫn giữ lối nói ngọng và chất giọng lơ lớ của mình khiến nhiều khán giả cảm thấy hơi khó chịu. Chính vì thế, Harry Won liên tục bị Trường Giang và Anh Đức chọc ghẹo. Trường Giang thậm chí còn nói thẳng trước mặt Harry Won, sau chương trình này không ai dám mời Harry Won làm MC vì nói lỡ. Về phía Harry Won, cô bỏ ngoài tai những lời của Trường Giang và bất chấp giành lượt đọc câu hỏi với anh. Không những vậy, Harry Won còn mải mê ngắm nhìn trai đẹp Minh Trung, đàn em của Ngọc Trinh và hết lời khen ngợi chàng trai này. Thực hư về việc Harry Won mang bầu con đầu lòng với Trấn Thành sau 2 năm kết hôn. Harry Won phủ nhận thông tin có bầu với ông xã Trấn Thành sau 1 năm cưới nhau trên trang cá nhân. Sau khi có một đám cưới cổ tích vào tháng 12/2016, vợ chồng Harry Won Trấn Thành vẫn luôn là tâm điểm của truyền thông mỗi lần xuất hiện. Dù kết hôn đến nay được 2 năm, nhưng cặp đôi này vẫn chưa lên kế hoạch cho việc có em bé. Thậm chí ngay sau khi kết hôn xong, Trấn Thành và Harry Won đều khá bận rộn với công việc của mình. Mới đây, một đoạn clip được cặp đôi Trấn Thành Harry Won chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của nhiều người. Nam MC Trấn Thành úp mở trong clip, lần đầu tiên trong cuộc đời mang bầu. Khi nghe tới điều này, Harry Won bật cười thích thú. Ngay sau khi chia sẻ, clip hiện lan truyền rầm rộ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ tỏ ra khá bất ngờ, nhưng cũng không quên gửi lời chúc mừng vợ chồng Trấn Thành Harry Won. Tuy nhiên, để tránh gây sự hiểu lầm, trên trang cá nhân, Harry Won cô chia sẻ lại một bài viết về sự việc kèm theo lời chia sẻ. Trời ơi, hãy coi kỹ bài viết. Việc nữ ca sĩ bất ngờ trước thông tin mình có bầu khiến cho không ít người cho rằng đây không phải là sự thật. Harry Won lên tiếng đính chính chuyện mang bầu đó chỉ là game show. Sau khi bị bạn gái cơ trưởng hủy hôn, Trương Thế Vinh hẹn hò Nam Thư. Khi bị MC đá xoáy vẫn còn đang ế, Nam Thư khiến khán giả cực kỳ bất ngờ khi khẳng định giữa cô và Trương Thế Vinh là một đôi từ rất lâu. Trong tập 4, đúng là một đôi lên sóng tối thứ Năm, ngày 29 tháng 3 trên HTV7, Lê Dương Bảo Lâm, MC chính của chương trình, cùng ba khách mời là diễn viên Trương Thế Vinh, Anh Tú và kiều nữ làng hài Nam Thư, đã có màn cân não để tìm ra những cặp đôi thực sự yêu nhau, đặc biệt khi bị MC đá xoáy vẫn còn đang ế.
Nam Thư khiến nhiều khán giả cực kỳ bất ngờ khi khẳng định cô và Trương Thế Vinh đã là một đôi từ rất lâu. Về phần mình, anh Tú còn bất ngờ chia sẻ về khó khăn khi đang yêu một người phụ nữ lớn tuổi. Anh nói, quen người yêu lớn tuổi thì họ hay kiểm soát mình hơn, nhưng lại rất biết cách quan tâm chăm sóc đối phương. Ngoài ra, họ còn chung thủy hơn trong tình yêu. Ngoài ra, trong phần các cặp đôi thể hiện lại nụ hôn cũng như kỷ niệm đáng nhớ nhất trong mối tình của mình. Trước khi đến với phần thi, MC bất ngờ hỏi nụ hôn ngọt ngào nhất của các khách mời. Trương Thế Vinh chia sẻ nụ hôn đầu đời của anh là năm 18 tuổi và hôn suốt 2 tiếng đồng hồ. Còn Nam Thư lại bất ngờ tiết lộ, chia tay bạn trai cũ vào đúng đêm Noel sau một cuộc cãi vã và rất lớn. Anh Tú thì cực kỳ ngại ngùng khi cho biết lần cuối hôn bạn gái lớn tuổi là ngày 23 tháng 12, 2017.